Ông Trump bị nghi vi phạm đạo luật gián điệp Cơ quan thực thi pháp luật liên bang nghi cựu Tổng thống Trump vi phạm đạo luật gián điệp khi xin lệnh khám xét dinh thự của ông. Thẩm phán liên bang Florida, người ra lệnh khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 12 tháng 8 yêu cầu công khai tài liệu cùng bản kiểm kê những thứ bị tịch thu khi đặc vụ cục điều tra liên bang FBI khám nhà ông Trump hôm 8 tháng 8. Tài liệu được công bố cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ nghi ông Trump có thể đã vi phạm đạo luật gián điệp cùng một số điều luật khác liên quan tới xử lý tài liệu công. Các điều tra viên được ủy quyền thu giữ bất cứ tài liệu hoặc hồ sơ nào đóng dấu mật hoặc liên quan đến phát tán thông tin quốc phòng hay tài liệu mật. Lệnh khám xét cũng cho phép tịch thu bất cứ bằng chứng nào về hành vi thay đổi, tiêu hủy hay che giấu tài liệu chính phủ, tài liệu tổng thống hay tài liệu mật. Các điều tra viên đã liệt kê 33 vật phẩm tịch thu từ dinh thự của ông Trump, trong đó có lệnh ân xá cho đồng minh lâu năm là Roger Stone và thông tin liên quan đến tổng thống Pháp trong số tài liệu các đặc vụ FBI thu được có 11 tài liệu mật, trong đó có một tập tài liệu được phân loại là tối mật và nhạy cảm, ba tài liệu thuộc loại hạn chế tiếp cận, ba tài liệu mật và bốn tài liệu tối mật. Một phát ngôn viên của ông Trump khi được đề nghị bình luận đã dẫn lại bài đăng của cựu tổng thống trên Truth Social khẳng định toàn bộ tài liệu đã được giải mật. Thứ nhất, toàn bộ tài liệu đã được giải mật, thứ hai họ không cần phải tịch thu bất cứ thứ gì họ có thể lấy các tài liệu này bất cứ khi nào mà không cần chơi trò chính trị và xông vào ma lago ông Trump viết. Đạo luật gián điệp quy định lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội. Các chuyên gia pháp lý nhận định rằng, trong khi lệnh xét nhà ông Trump trích dẫn đạo luật gián điệp Mỹ, mọi cáo buộc nhắm vào ông vẫn chưa rõ ràng. Đạo luật gián điệp bao gồm hàng loạt tội không liên quan gì đến gián điệp, nó liên quan tới việc lưu trữ bất hợp pháp thông tin quốc phòng, luật sư an ninh quốc gia Bradley Moss nói. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland trước đó nói ông đích thân phê duyệt quyết định yêu cầu lệnh khám xét nhà cựu Tổng thống Trump. Các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích cuộc khám xét của FBI yêu cầu Bộ Tư pháp phải giải thích rõ ràng. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy gọi động thái này là khí tài hóa chính trị, cảnh báo Bộ trưởng Tư pháp Garland rằng đảng này sẽ tăng cường giám sát cách làm việc của ông. Trong khi đó, phe Dân chủ cho rằng Trump cần chịu trách nhiệm cho sai phạm của ông. Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal còn nói rằng cựu tổng thống phải ngồi tù vì phạm luật. FBI lấy tài liệu gì ở nhà ông Trump? Sau nhiều ngày im lặng và đối mặt với nhiều chiêu khích tướng, ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland xác nhận chính ông đã ủy quyền cho FBI khám nhà cựu Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida. Cuộc chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu khi cả hai đều có những tính toán và động thái ngầm trước mỗi lần tuyên bố hay xuất hiện trước công chúng. Tính toán của ông Garland Thông tin mà ông Garland cung cấp ngày 11 tháng 8 cực kỳ hạn chế bởi nó phụ thuộc vào việc các luật sư của ông Trump có chọn chặn công bố nội dung lệnh khám xét và các tài liệu khác đã bị một thẩm phán liên bang niêm phong hay không. Ông Garland cho biết ông đã đích thân phê duyệt lệnh khám nhà ông Trump cho FBI sau khi những nỗ lực ít xâm phạm hôm trước đó gặp thất bại. Tổng trưởng lý của chính quyền Joe Biden cũng trích dẫn hoàn cảnh xung quanh của vụ việc và lợi ích đáng kể của công chúng, song vẫn không hé lộ các nỗ lực ít xâm phạm là gì duy trì pháp quyền có nghĩa là áp dụng luật một cách đồng đều không sợ hãi hay ưu ái theo quan sát của tôi đó chính xác là những gì bộ tư pháp đang làm ông Garland nêu quan điểm về vụ khám nhà ông trump báo new york times dẫn một nguồn tin riêng người đã được nghe thông tin vắn tắt về sự việc cho biết lý do để fbi khám xét tư gia cựu tổng thống là vì nghi ngờ tài liệu các chương trình tiếp cận đặc biệt vẫn còn ở Malago. đây là cấp phân loại tài liệu còn tuyệt mật hơn cả tối mật thường được dành cho các hoạt động cực kỳ nhạy cảm của Mỹ ở nước ngoài hoặc các công nghệ và năng lực khác của nước Mỹ. Việc Bộ trưởng Garland lên tiếng ngày 11 tháng 8 không hẳn chỉ vì mục đích thanh minh, mà còn mở đường cho việc hướng mũi diều dư luận quay trở lại cựu Tổng thống. Vài phút trước khi ông Garland xuất hiện trước báo giới ngày 11 tháng 8, một quan chức hàng đầu trong Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp đã đệ đơn đề nghị hủy niêm phong nội dung lệ khám xét và kiểm kê các vật dụng được lấy từ tư gia ông Trump. Theo quy định, luật sư phía ông Trump cũng phải đồng ý thì nội dung lệnh khám xét mới được hủy niêm phong. Tòa đã yêu cầu Bộ Tư pháp phải gửi một bản sao lệnh khám xét để phía ông Trump xem xét và phản hồi. Thời hạn chót mà tòa đưa ra cho Bộ Tư pháp báo cáo lại việc này là trước 15 giờ ngày 12 tháng 8 giờ Mỹ, tức dạng sáng 13 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Tài liệu đã được giải mật. Mặc dù ông Trump tuyên bố không phản đối việc công bố lệnh khám xét, thậm chí còn muốn công bố các tài liệu ngay và luôn, các luật sư của ông có thể đang căng não suy nghĩ làm thế nào để hạn chế thiệt hại cho thân chủ. Một nguồn tin của New York Times cho biết các tài liệu được mở niêm phong không tiết lộ chi tiết những gì mà cựu Tổng thống đã mang về tư gia, song nó có thể đề cập đến tính nhạy cảm của tài liệu đó cùng một số thông tin bất lợi khác cho ông Trump. Nếu các tài liệu này được công bố, dư luận chắc chắn sẽ đặt câu hỏi ngược lại cho ông Trump thay vì chất vấn Bộ Tư pháp và FBI. Kể cả khi không được công bố, nó cũng sẽ gây hại cho danh tiếng của ông Trump và phủ bức màn nghi ngờ về những gì ông đã mang về tư gia. Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa nói FBI đã lấy đi thứ gì dù ông có quyền làm vậy. Bộ Tư pháp dường như cũng không tìm cách công bố bản khai có tuyên thệ trước tòa án, trong đó nêu rõ lý do vì sao họ cần tòa chấp thuận cho khám xét nhà ông Trump. Để làm được điều đó, họ cần nêu ra các hành vi của ông Trump và những người khác mà họ cho là có nguy cơ khiến tài liệu mật bị dò dỉ hoặc đại loại như vậy. Trong khi Bộ Tư pháp có lịch sử lâu dài trong việc khởi tố các vụ án liên quan đến việc xử lý sai thông tin mật, chưa từng có trường hợp nào như vậy được đưa ra chống lại một cựu Tổng thống, người có thể quyết định giải mật bất kỳ thông tin nào theo ý muốn, đài NBC News giải thích. Các đồng minh của ông Trump tuyên bố không có cái gọi là tài liệu mật nào ở mã lago bởi tất cả những tài liệu mà ông Trump mang theo khi rời Nhà Trắng đều đã được giải mật. Một điều đáng chú ý là việc làm của Bộ Tư pháp diễn ra vào một thời điểm bất thường, khi chỉ hơn 90 ngày nữa là đến bầu cử giữa kỳ và một loạt cuộc điều tra về cựu Tổng thống Trump trên nhiều mặt trận đang được thúc đẩy. Dù việc khám nhà ông Trump cho đến thời điểm hiện tại vẫn đúng theo quy định của luật pháp, song về mặt cảm xúc, vụ việc tạo cảm giác Đảng Dân Chủ đang lo lắng trước cựu Tổng thống Donald Trump, người vẫn còn duy trì sức ảnh hưởng trong Đảng Cộng Hòa. Nội dung lệnh khám xét nhà ông Trump, điều tra ba tội Ngày 12 tháng 8, một thẩm phán liên bang đã mở niêm phong lệnh khám xét và biên nhận tài sản từ cuộc khám xét của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đối với khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Florida tối 8 tháng 8. Các đặc vụ đã thu hồi các tài liệu tối mật, tuyệt mật và mật rồi điều tra ba tội danh cấp liên bang. Việc tìm kiếm, thu hồi các tài liệu cho thấy đây là một bước thu thập bằng chứng trong một cuộc điều tra an ninh quốc gia về việc xử lý sai các tài liệu mật. Cựu Tổng thống Donald Trump sở hữu bất động sản rộng lớn, Mar-a-Lago là nơi ở chính của ông một câu lạc bộ và khu nghỉ dưỡng chỉ dành cho hội viên. FBI đã thu hồi 11 bộ tài liệu mật từ cuộc khám xét của mình, bao gồm một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật SCI, một trong những cấp độ bí mật cao nhất theo các tài liệu từ lệnh khám xét được công bố hôm thứ Sáu theo giờ Mỹ. Xác định 3 tội danh Trong số tài liệu mà ông Trump đã trả lại Nhà Trắng hồi đầu năm và được các đặc vụ FBI tìm kiếm trong tư dinh ông đầu tuần này, có những thông tin tuyệt mật có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, như về khí tài hạt nhân, tình báo tín hiệu, báo Mỹ The Washington Post đưa tin ngày 12 tháng 8 dẫn nguồn tin độc quyền. Lệnh khám xét xác định ba tội danh liên bang mà Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét như một phần của cuộc điều tra, đó là vi phạm đạo luật gián điệp, cản trở công lý và xử lý hình sự đối với hồ sơ chính phủ. Việc bao gồm các tội danh này cho thấy Bộ Tư pháp có lý do để điều tra cụ thể vì họ đang thu thập bằng chứng trong cuộc khám xét nhưng không ai bị buộc tội. Các đặc vụ FBI đã thu hồi hơn 20 hộp tài liệu từ khu nghỉ mát và tư dinh của ông Trump ở Palm Beach, cũng như album ảnh, bộ tài liệu mật của chính phủ và ít nhất một ghi chú viết tay. Theo biên nhận lệnh khám xét, các đặc vụ liên bang đã thu giữ một bộ tài liệu tối mật SCI, bốn bộ tài liệu tuyệt mật, ba bộ tài liệu bí mật và ba bộ tài liệu mật. Biên nhận chat không nêu chi tiết những tài liệu mật như vậy nói về cái gì, nhưng đây là một trong những mục đã được lấy đi một tài liệu về việc ân xá cho Roger Stone, một đồng minh trung thành của ông Trump, người đã bị kết tội nói dối quốc hội vào năm 2019 trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016. Ngoài ra còn có tư liệu về Tổng thống Pháp. Tài liệu của tòa án cũng cung cấp các chi tiết mới về cuộc khám xét và tiết lộ rằng các đặc vụ FBI chỉ được phép tiếp cận các địa điểm cụ thể trong Malago khi họ khám xét dinh thự nghỉ dưỡng của ông Trump để tìm bằng chứng tội phạm tiềm tàng. Thẩm phán đã ủy quyền cho FBI khám xét cái mà họ gọi là văn phòng 45, cũng như tất cả các phòng hoặc khu vực khác tại Mar-a-Lago mà ông Trump và nhân viên của ông có để lưu trữ các hộp tài liệu. Đơn xin khám xét của FBI gửi thẩm phán rằng các đặc vụ liên bang sẽ tránh các khu vực được thuê hoặc sử dụng bởi bên thứ ba, như các thành viên Mar-a-Lago và dãy phòng khách riêng.